Đây là em 6BH 130 mã lực 3100 tua chuyên dòng cao tốc luôn nha. Máy rất nhỏ gọn, mình hiện tại mình đang kê cái cây từ dưới lên trên, dưới chân máy thì nó cao hơn chút thôi. Rất nhỏ gọn. 6BH 130 mã lực 3100 tua. Hộp số em này là 2.55 nha. Mới coi chưa thiết lại là yeah.